ếch uống sữa bò. À! Sao mà trơn thế nhỉ? Nước gì mà lạ quá, hình như là nó có mùi thơm thơm. Thôi chết rồi, làm thế nào để ra khỏi đây bây giờ? Cái thùng này vừa cao lại vừa trơn. Cứu, cứu tôi với, có ai ở đây không? Cứu, cứu chúng tôi với. Chẳng có ai cứu được chúng ta đâu, rơi xuống đây là chết chắc rồi. Không, mình sẽ cố nhảy xem thế nào, mình không muốn chết như thế này đâu. Cậu nói nhiều quá, nhảy thì cứ nhảy đi, thế nào cũng thoát ra được. Nhảy mãi mà không thoát ra được, sao cái thùng này cao thế chứ? Thôi, mặc kệ số phận, nhảy làm gì cho mệt xác, có cố nữa cũng thế thôi. Đừng nhảy nữa, có cố nhảy cũng không ra khỏi đây được đâu. Mình muốn nhảy lên để thoát ra khỏi đây quá. Nhưng mình không thể nhấc mình lên khỏi mặt ván sữa này được nữa rồi. Ủa, cháu làm cái gì vậy? Cháu rơi từ đâu xuống đây thế? Dạ, cháu vừa thoát khỏi một cái thùng đầy nước cụ ạ. À. Mà cụ ơi, cái thùng nước kia lạ lắm. Sau khi bọn cháu rơi vào đó, nước trong thùng tự nhiên đông cứng lại hay sao ấy ạ? À? Đấy là thùng sữa cháu ạ. À. Khi cháu nhảy, cháu đã làm cho sữa được khuấy lên, xuất hiện những mảng sữa vón lại, cứng dần, rồi liên kết thành một mảng cứng. Nhờ có mảng sữa cứng đó mà cháu có điểm tựa để lấy đà nhảy ra ngoài đấy. Ôi, thật thế hả cụ? May quá, may mà cháu đã cố gắng nhảy đến cùng, nếu không thì cháu cũng đã chết như hai bạn kia mất rồi. Niềm tin mạnh mẽ vào những điều tốt đẹp luôn giúp cho những người đang trong cơn bế tắc có thể vượt qua được nguy hiểm, khó khăn và tìm được nghị lực sống cho mình. Ngày lễ Vu Lan. Hôm nay ba mẹ con lại về muộn ạ. À? Mấy ngày nay con chưa gặp ba mẹ rồi. Ừ, ba mẹ còn có công việc nên về muộn. Lát ba mẹ về ăn sao? Thôi, con ăn đi rồi còn lên học bài. Vâng ạ. À. Khổ thân con bé, chẳng may khi được ăn cơm cùng cha mẹ. Con về muộn thế, đã ăn gì chưa? Chúng con đi ăn với khách hàng rồi mẹ à. Lần sau nếu không dặn trước thì mẹ không phải để phần cơm chúng con đâu. Vậy để mẹ đi dọn đồ ăn vào bếp. Tháng này buôn bán kém cỏi, thu vào chẳng được mấy lời lãi, có khi phải đi chùa cầu lộc thôi. Phải đấy, cũng dăm tháng rồi chưa đi, thế nên làm ăn mới xuống dốc như thế này. Đúng rồi, hôm nay là 14 âm, thế mai là rằm rồi, phải sắp lễ để chuẩn bị mai đi luôn anh ạ. À. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ à, sáng mai mẹ đi chợ sớm, sắp cho con cái lễ đi chùa nhé. Các con lại lên chùa à? Phải thường xuyên sắp lễ, có công đức thì các cụ mới phù hộ cho mà làm ăn khấm khá chứ mẹ. Vậy con ghi ra giấy những thứ cần mua, mai mẹ đi cho dễ. Ngày hôm sau...
Mẹ ơi, mẹ đã chuẩn bị đủ tiền vàng cho con chưa đấy? Còn bó hoa hồng, con dặn mua, mẹ đã mua chưa? Hoa đây, mẹ đi mua từ sáng rồi. Hoa đẹp đấy mẹ ạ. Anh ơi, nhanh lên, sắp đến giờ rồi đấy. Ra đây, ra đây. Đến chiều các con có về không để mẹ chuẩn bị cơm nước? Không cần đâu, mẹ với cái hoa cứ ăn đi. Chùa này ở xa, chắc tối muộn bọn con mới về được. Hôm nay là ngày gì mà ba mẹ lại lên chùa hả bà? Hôm nay là ngày lễ Vu Lan con ạ. Một năm có nhiều ngày lễ Vu Lan lắm phải không bà? Vì con thấy ba mẹ hay lên chùa lắm. Không, một năm chỉ có một ngày lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 thôi. Bà ơi, ngày lễ Vu Lan là như thế nào? Vu Lan là ngày để con cái báo hiếu cha mẹ. Trong ngày này, mỗi nhà đều làm mâm cơm để dâng lên cúng tổ tiên. Cả gia đình sẽ quây quần ăn bữa cơm cùng nhau thật đầm ấm. Thế hôm nay ba mẹ con có làm cơm để cả nhà mình cùng ăn với nhau không bà? Ba mẹ con đi chùa rồi còn làm gì nữa? Hôm nay vẫn chỉ có con và bà thôi. Bà ơi, thôi để con giúp bà làm cơm nhé. Ôi, cháu yêu của bà ngoan quá. Kiến con và ong mật. Này, đợi chút, anh bạn nghĩ anh bạn đang đi đâu vậy? Ồ, chào anh ong mật. Tôi đi kiếm thức ăn thôi. Này anh kiếm thức ăn ở đâu thì kiếm, nhưng cấm không được lấy mật ở mấy bông hoa của tôi. Hoa của anh ư? Tôi đã đến đây trước mà. Hơn nữa, hoa là của tất cả mọi người, chứ đâu phải của mỗi mình anh đâu. Ai đến trước thì lấy trước thôi. Ha ha ha, dám lý sự nữa kìa đấy. Không nói nhiều, hoa này là của ong mật ta. Loài kiến bé nhỏ các anh có muốn tranh cũng không được đâu. Mau cút khỏi nơi đây, nếu không đừng có trách ta. Hả? Ong mật cậy mình to lớn, ỷ mạnh hiếp yếu đây. Thật ngông cuồng, hóng hách. Mình phải cho hắn một bài học mới được. Tốt thôi, nếu những gì anh vừa nói là thật, vậy thì tại sao chúng ta, tôi và anh, không tổ chức một cuộc thi tài xem ai có thể mang nhiều mật ong về tổ nhất nhỉ? Ha ha ha, anh bạn đùa phải không? Anh bạn vui tính quá. Tại sao lại phải thi cơ chứ? Khi mà rõ ràng tôi có thể bay đi bay lại đến 20 lần mang mật hoa về tổ trong khi anh chưa đưa được một lần. Anh nói thế vì anh không dám thi đấu mà thôi. Nếu thi chắc gì anh đã thắng được tôi mà lên mặt chứ. Được thôi, thi thì thi. Ta thách cả họ nhà kiến các anh luôn. Xem đây. Để xem ai sẽ thắng. Phải nhanh chóng gọi các bạn của mình đến đây thôi. Thế nên chúng ta hãy cố gắng gom được thật nhiều mật hoa, càng nhanh càng tốt. Nhanh lên thôi, đi báo cho những kiến thợ. Thôi không gom lá nữa, chúng ta tập trung gom mật hoa thôi. Một lũ ăn cướp, thật không công bằng. Tại sao lại không công bằng hả anh ong mật? Ngươi, các ngươi cậy đau người đã đánh cướp hết mật hoa của ta. Ơ hay, anh nói gì mà lạ vậy? Chính anh bảo thách cả họ nhà tôi còn gì. Xem ra nhà ong mật các anh cũng không hay tôn trọng lời nói của mình. Này, đừng có mà nói càng. Chẳng qua ta lỡ miệng một chút, chứ thứ kiến nhà các anh bé tí kiếm được mấy thửa. Lại nữa rồi,
cứ như anh nói thì nhà ông mật các anh thật chẳng thông minh chút nào cả. Loài kiến chúng tôi có thể chở những vật nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể cơ đấy. Nên anh đâu có khỏe hơn chúng tôi đâu. Ác con, đừng có trêu tức ta. Còn một điều này nữa, anh ông mật thân mến ạ, nếu anh sử dụng chiếc ngòi vũ lực của mình mỗi khi tức giận như vậy, anh sẽ không bao giờ biết được tình bạn có ý nghĩa như thế nào đâu. Thôi chào anh, tôi đi đây. Đáng đời sư tử. Này chó con. Chào anh. Biết điều thì mau đưa khúc xương ra đây. Chào với hỏi gì. Nhưng đây là đồ ăn của tôi mà. Ôi, mày dám nhưng với tao à? Sao anh? Sao cái gì mà sao? Thịt ngon nhỉ? Anh sư tử, trả cho tôi, thịt của tôi mà. Thịt ngon thì phải để ta. Thật là đáng ghét. Mọi người ơi, tên sư tử ngày càng hống hách, gặp ai cũng bắt nạt, giành đồ ăn, thật quá đáng lắm rồi. Hôm nay tôi mời các anh tụ họp tại đây là muốn mọi người cùng tìm cách đối phó với hắn. Có ai có ý kiến gì không? Đúng rồi, phải cùng nhau cho hắn một trận. Thế hắn mới chừa cái thói ngông cuồng ấy. Thế có ai có cao kiến gì không? Cậu Sóc nổi tiếng thông minh nhanh nhẹn nhất, ý cậu sao? À, tôi có cách rồi. Chà, thơm quá đi mất. Lâu lắm mới có quả đào to như thế. Ngon quá, ngon ơi là ngon. Ôi, sư tử, nhìn thấy ta rồi, sao còn không mau đưa quả đào đây? Không, không được. Đưa đây, muốn ăn đòn à? Ê, tôi đưa đây, đừng đánh tôi. Phải thế chứ. Ôi, sao mà cứng thế này? Trời, răng của ta. À, đau, đau quá. Thế nào, đào bằng đá ngon chứ? Cái gì? Đào, đào đá ư? Đúng vậy, quả đào đó là dành riêng cho kẻ chuyên cướp đồ ăn, bắt nạt người khác như ngươi đấy. Từ nay thì chừa cái thói cướp giật của người khác đi nhé. Thì ra các ngươi thông đồng để chơi ta. Lũ các ngươi thật là độc ác. Chuyến đi xa đầu tiên. Con định đi đâu à? Con định sang nhà bạn Nhím chơi. Suốt ngày chỉ ham chơi thôi. Hôm nay mẹ ốm, phải nghỉ ở nhà. Con chạy ra bìa rừng hái ít lá cây. Giang ạ, con sẽ chọn những lá ngon nhất về cho mẹ. Lần đầu tiên đi đường xa, con phải cẩn thận kẻo gặp sói đấy. Sói có... Mẹ cứ yên tâm. Con biết rồi, sói nó ác lắm. Con đi nha. Vậy con, cái thằng bé này. La 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 la. Chắc đây là sói rồi. Trên đầu nó có hai cái sừng nhọn hoắt, trông gớm ghiếc quá. Này này, có việc gì mà cậu chạy học tóc thế? À, thì ra nhầm. Hôm trước mẹ bảo bạn Hưu rất hiền, lại tốt bụng nữa. Thế ra Hưu đấy ạ. Sao bạn hỏi lạ thế? Tớ không phải là Hưu thì là gì? Bạn đi đâu đấy? Ấy, may quá. Tớ cứ tưởng gặp sói cơ. Sói ư? Không, tớ không phải sói. Sói có cái đuôi dài lông xù. Tớ biết rồi,
tớ phải đi tiếp đây. Ơ, cái cậu này, sao vội thế chứ? Trời ơi, cái đuôi dài lông xù, đúng là con sói già độc ác rồi. Trời ơi, mình không phải là sói đâu, mà là sóc đây. Sói có móng vuốt cơ mà. Hóa ra cậu là sóc, chứ không phải là sói, làm tớ sợ chết khiếp. Cậu không biết sói trông thế nào sao? Trông nó rất... tớ biết mà. Thôi, chào cậu. Cái cậu dê này, còn chưa nghe mình nói hết câu đã chạy đi rồi. Lá non quá, phải hái ngay về cho mẹ thôi. Khà khà, con mồi ngon kia rồi. Một con dê mập mạp, béo quá. Chào cháu dê. Bác có quà cho cháu nè, lại đây với bác nào. Cháu chào bác. Bác có quà gì cho cháu vậy? Dê con ơi, sói đấy, chạy mau đi. Cậu chạy về nhà đi, để tớ đánh lừa con sói cho. Mày sẽ biết tay ông. Làm trưởng của ông miếng mồi ngon là thế kia. Ngươi không bắt được ta đâu, sói già. Lại để nó thoát mất rồi. Có chuyện gì vậy con? Con gặp sói mẹ ạ. À, nhưng con không nhận ra nó. Trời ơi, con không sao chứ, dê con? May nhờ cô thỏ nào cứu nên con không sao. Sói mà con không nhận ra ư? Thế mà lúc nào con cũng bảo biết rồi, biết rồi. Từ nay trở đi, con sẽ lắng nghe lời chỉ bảo của mẹ và mọi người để nhận biết sói già. Con sẽ không nói biết rồi nữa đâu ạ. À, hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.